Review cục hàng của em đây. Hôm nay cục hàng đã tới, đáng lẽ ngày mai mới phát nhưng mà nôn quá, đi làm về lật đật chạy ra bưu điện lấy về liền, về nhà ăn cơm tắm rửa sạch sẽ thay đồ, giờ mới ngồi đây review cho mọi người cùng nghe về hãng lạ em mới vừa mua. Đây là chanh mua địa phương ơi, cái này chanh bà tôi với bà mua nè. Để tôi review cái hộp chanh của bà. Sao mà nó lượng sượng gì nè. Theo đó thì một bộ có 3 bước đó. Nhưng mà hình như cái này có in sẵn á Phương. Tôi nhớ tôi thấy ở đâu có in sẵn rồi đó. Giải chỉ cherry chứ phải cherry nha, cherry đó, thấy rõ không, màu thì có vẻ tươi nhưng mà chỉ nhiều xù dễ đổ lông. Chỉ này dễ đổ lông mà nha, đổ lông dữ nha, đó không được bóng lắm mà hình như có gì đó sai sai ấy nha. À, hết sai rồi, tưởng không có tờ chép, đây là tờ chép. Bà thấy rõ không? Tờ chét á, bên này nè. Cái này là cái trang đầu tiên nè, ở bên đây nè. Trang này ở bên đây nè. Đẹp, cái này đẹp. Nhưng mà chỉ có lẽ là hơi xù quá nha, tôi thấy là xù. Cherry. Để qua bên, hồi tôi bỏ vô bọc cho bà. Cherry. Hết cherry rồi tới cherry. Bước này là của chui. Tôi mua. Chế mua cho chế. Sao mà nhìn nó có vẻ tê tu vậy. Cherry. Thực ra thì nói một cách thẳng thắn thì tôi cũng không thích cherry lắm, tại chỉ của nó nói chung là căn bản sai thì sai vậy thôi chứ tôi không có thích lắm. Tôi chát đâu vậy, đây trời ơi, cái gì mà như cái này rẻ vậy nè. Sếp hơi bừa bộn, tôi cũng không biết sếp sao giờ, mà bỏ qua bên, tôi tính. Này là kích cườm của tôi, chanh hiêu có 100.000, 80.000 không chịu mua, ngựa ngựa đi mua chanh cườm, giải úa màu. Ố một bề, bề trong còn sẽ được có dấu móc, có lẽ là tranh nhập khá là lâu, nhà bảo quản không được kỹ lưỡng lắm. Trong đây là tờ chép, cơm, ô nặng, thấy chưa? Đã thấy gì không? Khá bóng. Được. Good. So good. Không có để bảng là bao nhiêu màu. So good. Được đó.
Nhưng có điều cách sắp xếp thì nó hơi bừa bộn. Hình như không phải là cho chỉ tiêu mà là cho một loại giống như kiểu là chỉ cước, chỉ dù gì đó. Chỉ dù. Rồi. Xong. Hình ảnh của em ấy đây thôi bà con. Thấy chưa? Rõ ràng không? Kích thước đây là 43 x 50. Tờ vải này. Được qua một bên. Review tiếp. Tí dẹp. Rồi đây. Cái phần quan trọng. Hãng mà em nói là hãng lạ đó. Quá. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đây là một trong bộ ba bình Rose Invan của họa sĩ Albert William. Ông họa sĩ này hơi bị nổi tiếng luôn á. Rất là nhiều tranh của ông thì cũng thấy. Một bộ của nó là ba bức màu vàng, màu hồng, màu chết rồi, kéo lộn rồi. Màu vàng, màu hồng, màu trắng. Nhưng mà tôi với bà chỉ mua được có màu vàng với màu trắng thôi. Trời ơi, tranh của lão này á hả, phải nói là cực kỳ nhiều hãng chuyển thể thành tranh thêu luôn á, họ khá là to, mọi người thấy rõ không, họ khá là to luôn. Kích thước để trên đây là 64 x 99, 48 x 99 chứ. Có đầu tư đó, chắc không phải là chắc bấm bình thường mà là chắc như thế này, có đầu tư duyệt, như là hình thức duyệt. Chất lượng giấy thì không phải là giấy bóng, chất lượng giấy thì không phải là giấy bóng. Để xem phần ký hiệu chỉ như thế nào. Hơi bị nhiều màu luôn. Chà, pha màu hơi bị bộn mà nha. Pha màu quá trời luôn á. Khác với chân gốc ha. Chân gốc của Rhino á thì không có pha màu nhiều, nhưng mà có viền. Chân gốc của Rhino thì nhỏ hơn bức này nhiều. Không biết bức này thêu lên đẹp không, nhưng mà trước mắt thì có vẻ là tạm ổn. Phải xem chỉ như thế nào. Cái này là vải kim ha, vải kim nè. Trời ơi, trời ơi, đẹp lắm luôn địa phương ơi. Đẹp lắm luôn á. Trời nè, những màu nào pha thì nó vô sẵn bịch như thế này, riêng như thế này luôn nè. Trời, đẹp không? Bà thấy đẹp không? Chứ tôi thấy đau lòng. Tôi thấy xao xuyến tâm hồn lắm rồi đó. Nè, có ghi sẵn nè, màu 7 với màu 3 nè. Đó. Còn vỉ chỉ không phải bằng giấy đâu nha, bằng nhựa. Bằng nhựa rất là dẻo và mỏng. Để tôi gỡ nó ra hết. Trời ơi, về hình thức duyệt. Tôi duyệt cái hình thức này. Một bên. Trời. Đấy nè, 133 màu hả?
không cho ba ba nào hả? Trời ơi, nó muốn như là hết luôn rồi. Bên bên vãi thôi, vãi ở mức độ chấp nhận được. 71 CT khá dày, lỗ đều tốt, nhưng mà tôi ôm bộ chỉ quá đẹp quá nè, chỉ quá trời luôn. Đây, nó vô túi như này chứ nó không phải là cái kiểu mà túm 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 tép 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 để khui thử đó. Nhưng mà chỉ này thiêu chắc xùa nha, không được bóng đâu, nó chỉ cắt ra như vậy thôi chứ không có cột. Hơi khó trong việc soạn, mỗi lần soạn chỉ ra để lấy đó, nhưng mà về mặt hình thức thì ok.